Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, mời quý vị đến với tin tức nóng sau đây. Tin nóng phong tỏa khẩn cấp 14.000 dân vì hai nữ nhân viên karaoke mắc Covid-19, chỉ 2 ngày lui tới 5 quán hát. Gia đình 5 người là F1 vì ngồi gần công chứng viên trên máy bay. Tin vui, F1 của nữ sinh mắc Covid-19 ở Đại học Thủ Dầu 1 đều âm tính. Trung Quốc tự tin chỉ 2 tháng có vaccine phòng biến chủng Covid-19 mới. Thông tin 6 tỉnh yêu cầu cách ly, người từ vùng dịch về ăn Tết, mọi người cần biết. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nóng, phong tỏa khẩn cấp 14.000 dân vì hai nữ nhân viên karaoke mắc Covid-19 chỉ 2 ngày lui tới 5 quán hát liên quan đến việc hai nữ nhân viên quán karaoke DTT PTL cùng sinh năm 2000 trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương nhiễm COVID-19 tại Hải Dương. Chiều ngày 3 tháng 2, ông Vũ Văn Thuận, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Trường cho biết, hiện lực lượng chức năng truy vết được hơn 50 trường hợp F1 có tiếp xúc với hai bệnh nhân này, đồng thời tiến hành phong tỏa toàn bộ quán karaoke, khu vực nhà trọ nơi hai người này sinh sống. Ông thuận cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin từ lực lượng chức năng, phía chính quyền đã lập tức tiến hành truy vết các trường hợp liên quan, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, phong tỏa các khu vực liên quan. Qua truy xét, chúng tôi phát hiện 25 trường hợp F1 ở cùng khu trọ với hai nữ bệnh nhân, trong đó có hai vợ chồng đã về Hà Giang từ hôm 29 tháng 1. Các trường hợp còn lại sau đó được đưa đi xét nghiệm cách ly. Chiều ngày 3 tháng 2, ông Trần Văn Quyết, chủ tịch huyện Cẩm Dương cho biết, bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường, dân số hơn 14.000, trong đó có hơn 3.000 công nhân. Công bố lịch trình chi tiết của hai nữ nhân viên karaoke như sau. Cụ thể từ 26 tháng 1, nhân viên DTT 20 tuổi và quán karaoke Minh soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách thị trấn Lai Cách. Cũng trong ngày cô đến hai quán karaoke khác đó là Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường và Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang. Ngày 27 tháng 1, nữ nhân viên đến quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường và quán karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách cùng ở huyện Cẩm Giang. Một ngày sau, bệnh nhân vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường. Còn nhân viên PTL 20 tuổi và quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách thị trấn Lai Cách, 26 tháng 1. Hôm sau, thì cô gái này vào quán karaoke Thành Nhung và karaoke Victoria cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường. Hai nữ nhân viên karaoke nêu trên dương tính với COVID-19 do tiếp xúc gần với ông DND, 44 tuổi, chú thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, Hải Dương. Ông D là người được phát hiện nhiễm COVID-19 vào chiều tối ngày 1 tháng 2. Ba người của bệnh nhân gồm vợ, mẹ vợ và con trai cũng mắc bệnh. Đáng chú ý là cả 6 ca bệnh đều chưa tìm được mối liên hệ với ổ dịch Trí Linh. Tin tiếp theo, gia đình 5 người là F1 vì ngồi gần công chứng viên trên máy bay. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông tin về việc phát hiện 5 người là F1 của bệnh nhân 1883, công chứng viên trú tại Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trương, Hà Nội. Những người này cư trú tại xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và cùng một gia đình. Họ tiếp xúc gần bệnh nhân 1883 ngồi ghế 35C trên chuyến bay QH242 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Những người này gồm có NTZ 58 tuổi ghế 36B, NTT 42 tuổi ghế 36D, NTMA 24 tuổi ghế 36, NMT 3 tuổi ghế 36, DNGH 1 tuổi ghế 36. Sau khi xuống máy bay lúc 21h55 phút ngày 29 tháng 1, gia đình họ lên taxi 7 chỗ, lái xe là anh NXH chú tại thị trấn Vương, Tiên Lữ Hương Yên, về nhà lúc 24 giờ cùng ngày. Bà T có chồng bị tai nạn giao thông tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh nên gia đình vào đưa hài cốt về quê. Đám tang được tổ chức lúc 16 giờ ngày 30 tháng 1 đến 13 giờ ngày 31 tháng 1. Trong đám tang, 5 trường hợp F1 trên tiếp xúc nhiều người, ngành chức năng đang điều tra thêm. Theo thông tin từ bà T, từ ngày 1 tháng 2 đến nay, gia đình ở nhà không đi đâu. Hiện sức khỏe của 5 F1 bình thường, chưa có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã dùng xe cứu thương chuyển họ đi cách ly tập trung lúc 19 giờ ngày 3 tháng 2. Bệnh nhân 1883 là ông NAS 45 tuổi mắc COVID-19 sau khi tiếp xúc bệnh nhân 1814, nữ, giáo viên ở Hải Dương vừa chuyển lên Hà Nội sống, tại phòng công chứng số 3, số 6 Duy Tân Cầu Giấy. Theo điều tra truy vết của ngành y tế, ông S có lịch trình di chuyển nhiều nơi khi tới thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 1. CDC Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo khẩn tìm người đi chung hai chuyến bay với bệnh nhân này. Đó là VN7245, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, QH242, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội vào ngày 29 tháng 1. Theo thống kê, số hành khách trên hai chuyến bay này 396 người. Tiếp theo là tin vui thưa quý vị, F1 của nữ sinh mắc COVID-19 ở Đại học Thủ Dầu 1 đều âm tính. Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Bình Dương, tính đến sáng ngày 4 tháng 2, tất cả các trường hợp F1 được cách ly tập trung liên quan ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 1843, nữ sinh viên Đại học Thủ Dầu 1 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế thông tin tất cả trường hợp F1 được cách ly liên quan đến 4 ca mắc Covid-19 1801, 1843, 1886, 1887 trong cộng đồng tại Bình Dương có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ngành y tế đang khẩn trương tiếp tục phối hợp các địa phương truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh để thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế theo nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành các cấp sự đồng lòng chung tay chống dịch của tất cả người dân đến thời điểm này dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế tuy nhiên người dân không nên chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch vì khả năng còn có các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân nhưng chưa truy vết được trong cộng đồng Người dân hãy tích cực tiếp tục phối hợp tốt với ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên truy cập tìm hiểu tuyên truyền cho gia đình người thân các thông tin về tình hình dịch bệnh, ông Trương cho biết thêm. Chuyển sang tin tiếp theo, Trung Quốc tự tin chỉ 2 tháng có vaccine phòng biến chủng COVID-19 mới. Thưa quý vị, mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu Global Times của Trung Quốc dẫn lời chuyên gia vaccine tại Thượng Hải, ông Tao Lina cho biết, nhiều nghiên cứu tại nước này chỉ ra những biến chủng mới xuất hiện tại Anh và Nam Phi và Brazil không chỉ dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác từ 25-40%, mà còn nguy hiểm hơn, bằng chứng là ngày càng có nhiều bệnh nhân nhiễm các chủng mới nhanh chóng chuyển biến tình trạng khẩn cấp. Nhà nghiên cứu miễn dịch hàng đầu Mỹ Anthony Fauci cảnh báo những loại virus biến đổi có thể gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao đối với những người đã bị nhiễm các chủng virus Covid-19 ban đầu. Trước đó, theo thông báo từ cơ quan y tế Anh, nhiều nhà nghiên cứu phát hiện 11 ca nhiễm tại Anh liên quan đến một biến chủng hoàn toàn mới được gọi là E484K, biến đổi từ một virus biến chủng xuất hiện hồi tháng 12, vốn là nguyên nhân khiến nước Anh hỗn loạn. Chuyên gia vaccine Thượng Hải Tao Lina chỉ ra các loại vaccine COVID-19 hiện nay ít hiệu quả với biến chủng virus COVID-19 đang hoành hành tại Nam Phi, nhưng ông khẳng định những vaccine bất hoạt hoặc sử dụng công nghệ mRNA có thể được điều chỉnh để phù hợp với biến chủng mới rất nhanh. Tờ Global Times dẫn lời ông Shao Jiming, chuyên gia cố vấn hàng đầu về phát triển và nghiên cứu vaccine tại Trung Quốc cho biết, các vaccine bất hoạt mà nước này sản xuất có thể được điều chỉnh chỉ trong 2 tháng để phòng chống các biến chủng mới. Theo ông, các chuyên gia vaccine có thể điều chỉnh bằng cách tạo ra một phiên bản vaccine mới hoặc tiêm bổ sung thêm một mũi vaccine đã có sẵn. Trên thế giới, nhiều nhà sản xuất vaccine như Moderna đã và đang nghiên cứu đưa thêm mũi tiêm bổ sung hoặc làm mới vaccine để đối phó với các loại biến chủng mới. Ngay sau đây là thông tin 6 tỉnh yêu cầu cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết mọi người cần biết. Thưa quý vị, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nam Định là những địa phương đầu tiên yêu cầu cách ly 14 đến 21 ngày với người từ vùng dịch về ăn Tết. Mà chỉ đạo phòng chống dịch Hải Phòng vừa có hướng dẫn tạm thời về biện pháp chống dịch COVID-19, trong đó đưa ra cụ thể những người thuộc quận, huyện, vùng của tỉnh, thành khi về Hải Phòng phải cách ly y tế. Theo nội dung hướng dẫn, những người từ Hải Dương, Quảng Ninh về Hải Phòng sẽ buộc phải cách ly tập trung. Ngoài ra, người từ khu vực sau của Hà Nội cũng phải cách ly tập trung, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, phường Quan Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, phường Xuân Phương, Uy Nỗ, Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm, thị trấn Đông Anh, phường Phú Diễn, Vĩnh Tuy, quận Bắc Tử Liêm. Bên cạnh đó, Hải Phòng yêu cầu người đi từ các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Ninh thực hiện khai báo y tế, giám sát y tế, trừ các huyện Lâm Thao, Đồng Tiến, Mãn Đức, Cẩm Lý phải cách ly tập trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hải Phòng yêu cầu với người về từ tỉnh Gia Lai, đặc biệt là Lapa và Krongpa, cách ly y tế tại nhà. Riêng người về từ các huyện La Chốc, Ia Mron, Kim Tân, Chư Rơ buộc cách ly y tế tập trung khi về tới Hải Phòng. Với người từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hải Phòng, nếu ở quận 11 hay thủ dầu 1 sẽ cách ly tại nhà. Người ở phường 4, quận 11 bị buộc cách ly y tế tập trung. Tương tự khu vực Bình Dương, nếu về Hải Phòng, những người ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, An Bình, Phú Giáo phải đưa đi cách ly tập trung. Theo Sở Y tế Hải Phòng, các biện pháp có thể thay đổi trong các hướng dẫn tiếp theo căn cứ vào tình hình của dịch bệnh. Và ngoài Hải Phòng thì nhiều địa phương cũng ra quyết định yêu cầu cách ly tại nhà và tập trung một số người về quê ăn Tết từ các vùng đã có ca mắc COVID-19. Nam Định sẽ lập danh sách những người trở về từ các địa điểm có ca mắc COVID-19 để cách ly, quản lý theo quy định. Người đi qua hoặc trở về từ các điểm có dịch khai báo y tế cách ly tại nhà 14 ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng ho, khó thở, người dân được khuyến cáo đến ngay cơ sở y tế. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ truy vết, cách ly những người tiếp xúc gần hoặc có liên quan với ca nhiễm COVID-19. Tới đến ngày 3 tháng 2, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 25 ca mắc, trong đó có 23 ca nhập cảnh, 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tỉnh tổ chức cách ly tập trung cho hơn 1.500 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 4.900 người. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, những người sinh sống ở những địa điểm có quy mô nhỏ, xã, phường, tổ dân phố có dịch, khi về quê phải cách ly tập trung. Còn lại tỉnh này chưa có quyết định về việc yêu cầu cách ly đối với toàn bộ người về từ Hà Nội, Quảng Ninh. Theo hướng dẫn, người dân khi về từ địa phương khác về Thanh Hóa có thể khai báo y tế online hoặc trực tiếp đến cơ quan y tế gần nhất khai báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên y tế sẽ đối chiếu với các điểm đang bùng phát dịch và đưa ra biện pháp. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa được giao chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Vận tải, Sở Y tế tổ chức thành lập 4 chốt kiểm soát trên các tuyến Bỉm Sơn, Thạch Thành, Nghi Sơn, Như Xuân từ ngày 3 tháng 2, trực 24 trên 24 cho đến khi có thông báo mới. Tại Nghệ An, sau khi xuất hiện các trường hợp là F1 và F2 của bệnh nhân mắc COVID-19 1.552-1.553, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh yêu cầu nâng cấp độ phòng dịch lên mức cao nhất. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Nghệ An yêu cầu cách ly tập trung với những người về từ các địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Các địa bàn bị phong tỏa bao gồm 14 xã ở Quảng Ninh, tất cả những người về từ Hải Dương, 9 khu vực ở Hà Nội. Người về Nghệ An từ địa phương có dịch nhưng chưa giãn cách xã hội thì được tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Người từng có mặt vào thời gian mà F0 đã đến các địa điểm do Bộ Y tế thông báo phải khai báo cho cơ quan y tế địa phương được cách ly tập trung hoặc tại nhà theo quy định. Ngày 2 tháng 2, Sở Y tế Hà Tĩnh có văn bản hòa tốc gửi ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã yêu cầu tổ chức cách ly đối với trường hợp đến từ vùng có dịch trong vòng 14 ngày. Cụ thể, Hà Tĩnh cách ly tập trung các trường hợp đến từ khu vực có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ. Các địa điểm có ca bệnh dương tính từng đến, khu vực đã được phong tỏa được thực hiện phòng chống dịch COVID-19 như thành phố Chí Linh Hải Dương, sân bay Vân Đồn, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và các địa điểm khác được cập nhật thường xuyên theo thông báo của Bộ Y tế. Những người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú gồm các trường hợp F2. Tỉnh này chưa có thông báo cụ thể về việc cách ly toàn bộ người về từ Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh hay những tỉnh thành có dịch khác. Đối với người đến từ các tỉnh, thành phố khác, Hà Tĩnh yêu cầu người dân chủ động thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi có bất thường với sức khỏe như ho, sốt, đau họng thì phải báo ngay cho trạm y tế xã hoặc trung tâm y tế. Chính quyền và cơ quan y tế địa phương chịu trách nhiệm trong việc bỏ sót những người là F2, F1 trên địa bàn. Tại Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã ra thông báo tổ chức cách ly tập trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân từ Quảng Ninh, Hải Dương, các quận huyện thuộc Hà Nội được Bộ Y tế công bố là có điểm dịch. Thông báo này hiệu lực từ 12 giờ ngày 3 tháng 2. Ngoài ra, người dân từ các tỉnh thành khác đến Thừa Thiên Huế bao gồm cả người Huế về địa phương bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Thừa Thiên Huế thống nhất tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cảng Thuận An, cảng Trân Mây, ga Huế, bến xe phía Bắc, bến xe phía Nam. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh chủ trương hỗ trợ bữa ăn Tết cho người đang cách ly ở các địa điểm cách ly tập trung. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo